vấn làm sao mặc đẹp mặc vừa em mới gửi này. Đó. Rồi ok nào. Rồi chị Huy Nguyễn em vào đơn này, chị Ngân Trần em vào đơn rồi nha. Đó, một màu duy nhất này, chị Minh Thảo em vào đơn này. Đó, em nào em chốt nhanh nào, chốt nhanh không hết nha. Nhìn cho em này, hàng trong túi và hàng ngoài không khác gì nhau luôn nha. Đó, like như nào chắc chắn gửi cho các chị như ấy và các chị được kiểm tra hàng cơ mà. Đấy, em nán lại thêm 1 phút nữa thôi ạ. Em nán lại thêm 1 phút nữa nha, nán lại thêm 1 phút nữa để mình lên đơn cho em nha. Đó, duy nhất một màu này em nhận được hàng rồi, đẹp lắm shop này, cảm ơn các tình yêu đã feedback nhiệt tình cho em này. Đó, chị yêu nào hiện cái chữ người chia sẻ em ưu tiên lên đơn nhé, vì số lượng em còn rất là ít thôi. Chị Huệ Nguyễn em vào đơn, chị Ngân Trần, chị Trang Đinh này, rồi nhiều đơn quá em đọc không kịp nha. Em đọc không kịp với các chị yêu để lại đúng cú pháp cho em nào. Xả V152 kèm theo số điện thoại, được chưa ạ? Xả V152 kèm theo số điện thoại. Hiện tại rất là nhiều comment để em không đọc kịp, gọi tên kịp từng chị một thì rất là mong các chị thông cảm cho em nha. Đó, chị Trần Anh em vào đơn rồi này, chị Trang Tuyết em vào đơn rồi này, chị Thương Lê mình bổ sung cho em thêm số điện thoại nha. Đẹp quá các chị ạ. Lưới có cả đằng trước có cả đằng sau nhá, cực kỳ là kín đáo mà sang chảnh cho em. Hiếm khi có cái mã này đẹp như này mà giá chỉ có 2x thôi. Không ở đâu bán cái này 2x được các chị ạ. Chợ Ninh Hiệp người ta bán buôn cái này 290 rồi. Em bán lẻ cho các chị có 260 thôi. Không lên đơn thì tiếc luôn này. 3 size SML cho em. Cân nặng cho em từ 40 cân. 40 cân cho đến 60 cân quay đầu mặc thoải mái vừa cho em này, tông màu đỏ cực kỳ là ấm áp cho em này. Cái dáng váy này nó sẽ dài vừa chạm gối hoặc qua gối tùy theo chiều cao của mình các chị nhá. Người mẫu bên em là cao 1m59. Nặng 50 cân hiện đang mặc size S rất là vừa xinh này. Đó, bây giờ em đi lại, em đi ra xa một chút cho các chị nhìn ngắm cả cái gáy này. Đó, em lại đi lại gần. Đó, cho các chị nhìn rõ cho em này. Ngắm giúp em cái váy nó có đẹp không ạ? Em nhận được hàng rồi, đẹp lắm này. Cảm ơn các tình yêu đã feedback rất là nhiệt tình này. Đó, chị Mata Hoài Phương em vào đơn cho mình rồi ạ. Các chị ơi, yên tâm để cho em theo đúng cú pháp là xả V152 kèm theo số điện thoại. Hệ thống bên em là